Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Với sự chủ động từ sớm cùng với sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Sông Lô nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Do đó, trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Ngay từ thời điểm bão số 3 sắp đổ bộ, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Sông Lô đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, công điện về việc chủ động, khẩn trương triển khai ứng phó bão. Trong những ngày sau bão, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kết hợp lũ trên thượng nguồn đổ về, mực nước Sông Lô lên trên báo động 2, chia cắt cục bộ nhiều cụm dân cư, làm ngập lụt 510 hộ dân và gây thiệt hại trên 920 hecta lúa và hoa màu trên địa bàn toàn huyện. Trước tình hình đó, huyện Sông Lô đã rà soát, đánh giá tình hình, nhanh chóng chỉ đạo, chỉ huy công tác ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đến cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng công an, quân đội, thanh niên, dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã chủ động phối hợp, hiệp đồng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin cảnh báo thiên tai, mưa lũ, giúp nhân dân chẳng chống nhà cửa, di chuyển tài sản và di rời khẩn cấp 764 hộ với trên 2.600 nhân khẩu, làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn ở những khu vực ngập lụt. Công an huyện tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã có những biện pháp kịp thời để giúp nhân dân như phòng chống chẳng buộc nhà cửa rồi gia cố các đoạn đê. Bên cạnh đó, huyện Sông Lô cũng đặc biệt quan tâm đến công tác cứu trợ, chăm lo đời sống, tiếp tế đồ ăn, nước uống, tiếp nhận cứu trợ của các đơn vị, tập thể, cá nhân, phát đến tận tay những hộ dân bị ngập úng, cô lập. Ngay sau khi nước rút, nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, lực lượng công an, quân sự của huyện phối hợp cùng các ngành, đoàn thể địa phương, các tổ liên gia khẩn trương giúp các hộ bị ngập lụt dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, xử lý môi trường, tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, rau màu với phương châm xanh nhà hơn già đồng để tránh bị úng, thối. Tôi thấy là ruộng của nhân dân chưa gặt được thì theo sự điều động của thôn, của xã gọi thì tôi rất lòng là cũng đi lên đường cùng với tất cả bà con nhân dân và các đồng chí trên chiến địa bộ đội là đi giúp dân để thu hoạch lúa. Do là cơn bão lũ cho nên là vẫn không gặt được. Hôm nay là cũng được nhờ bộ đội là đưa quân về đây để gặt giúp chúng tôi. Chúng tôi cũng biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả cán bộ và các chiến sĩ đã về đây giúp dân. Với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, tinh thần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục hậu quả, mọi hoạt động trên địa bàn huyện đã dần ổn định, quay trở lại với nhịp sống thường ngày.